Mitoi Elix xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam và quốc tế. Lời đầu tiên thì chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, can đảm, giàu có và hạnh phúc thịnh vượng. Các bạn yêu quý, ngày hôm nay Huy hướng dẫn cho các bạn và cũng chia sẻ cho các bạn cái kết quả mà Huy đã đạt được từ cái việc mà Huy chuyển từng cái tài sản số vào trong sàn Unitix của chúng ta, đúng không? Đó là chuyển BTC, đó là Bitcoin. Thứ hai nữa là quy chuyển thành công tài sản số thứ hai, đó là EOS, đúng không? Là một trong nền tảng blockchain rất là mạnh, đúng không? Đó là một trong cái và thứ nhất mà Huy muốn chia sẻ các bạn là Huy đã thực hiện cái quá trình mà giao dịch bằng bán Bitcoin trên sàn và bán EOS thành công ở trên sàn coin Unitix của chúng ta. Đó, đã giao dịch thành công và Huy đã giao dịch và chuyển EOS, đúng không? Bán EOS ở trên sàn của ta về USDU. Và khi mà chúng ta đã có USDU rồi ấy, thì chúng ta sẽ làm gì được? Chúng ta có thể mua là mua CLU này là và thứ hai là chúng ta có thể mua UNTP. Đó là mua hai cái tài sản số rất là giá trị. Phải có USDU thì các bạn mới mua được CLU và USDT, và mình rất là may mắn là một trong người trải nghiệm và trong cái thị trường ở trong sàn điện tử này, đó. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn kết quả thành công ngày hôm nay đó. Và mình hôm nay trong cái lúc mình chia sẻ cho bạn kết quả và là cũng là một trong lúc mà trong thời gian cuối mình sẽ thực hiện đó là hai giao dịch, đúng không? Hai giao dịch là mua CLU và mua UNTP trực tiếp trên sàn. Bài bạn tuyệt vời ạ. Ok, vậy thì các bạn thấy cái video này hay thì bạn hãy like, share và comment chia sẻ cái video của cái YouTube hoặc cái kênh mà các bạn đang được nghe Huy chia sẻ ở đây để cho nhiều các thành viên khác để biết đến, và các bạn hãy biết ơn cái người chia sẻ thông tin giá trị tuyệt vời này đến với các bạn, được chưa? Còn nếu những người nào mới thì các bạn thể liên hệ với này Mr. Huy Eric. Còn những người nào mà đã là thành viên rồi thì hãy biết ơn cái người chia sẻ thông tin này hoặc một thành viên nào đó đang chia sẻ cho bạn cái video này thì hãy biết ơn người đó, được chưa nào? Ok, vậy thì Huy sẽ chia sẻ với các bạn, đúng không? Những cái thành tích cũng như là cái kết quả mà đạt được nhé. Ok, rất là Huy rất là vui và hạnh phúc mà được chia sẻ cái kết quả và là một trong người thử và test trong cái thị trường này đó. Huy rất là vui rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ vào sàn. Đây là sàn, nó là sàn exchange đó. Đó, đây là sàn exchange Unitix, đúng không ạ? Chấm one, đúng không ạ? Unitix đó là cái tên sàn của chúng ta, đúng không ạ? Và đây là một trong những sàn mà được bốn bên pháp lý cấp phép cho cái sàn này. Và sau này mỗi cái thị trường, mỗi cái giá trị của tài sản số khác lên trên cái sàn này muốn vào sàn thì đương nhiên phải được kiểm tra, được thẩm định và vào sàn 2 triệu đô, đúng không ạ? Bao nhiêu bạn thấy tuyệt vời, đúng không ạ? Lúc đấy bao nhiêu bạn thấy rằng các bạn sẽ có được những cái lợi nhuận từ cái việc các công ty khác muốn hợp tác chúng ta đó. Ok, như các bạn nhìn thấy ở đây, đây là giá trị của BTC, đúng không? Mình sẽ chuyển về điểm qua nhé, đúng không ạ? Về CLU, đúng không ạ? Đây, hiện tại CLU của chúng ta trong thời điểm hiện tại là giá là 0,63. Đây, 0,63. Và nếu như đây 0,63 và có những lúc mà nhận lên tới khoảng 10 đô, đúng không ạ? Đó, đây điều rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa mình chia sẻ với bạn đó là UNTP. UNTP hiện tại bây giờ giá đang là 0,03 đô. Đấy, đây là thị trường của UNTP. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem kết quả. Đây, khi bạn quay về trở về ví này. Đây, bạn quay trở về ví thì
Ví ở đây bên bên tay trái trên cùng bạn nhìn thấy hiện tại đây các bạn nhìn này, hiện tại số lượng BTC mình đã chuyển về thành công với 0,003 24 và những số cuối rồi, và mình đã thực hiện cái giao dịch này là lệnh bán này. À, đây là lệnh bán này, lệnh bán này là 0,003241 và số dư còn nhỏ nhỏ ở đây, đây là số mà mình chưa giao dịch cái gì cả, có nghĩa mình muốn để lại cho các bạn nhìn thấy con số được chưa. Đây là cái nhất, cái thứ hai nên là mình đã chuyển thành công EOS đúng không ạ. Đây đây là diện tài sản số EOS đấy, đây là tài sản số nhỉ, hay còn gọi là tiền kỹ thuật số đấy, hay là tiền mã hóa, hay dưới công nghệ còn gọi là gì? Cryptocurrency. Ok, đây đây là số lượng mà mình đã chuyển vào đây, đây tổng số lượng của mình đã chuyển và đã giao dịch rồi, mình đã chuyển vào đây là một hơn 100 đô ở hơn 100 EOS và 109 EOS chưa nào, và mình đã thực hiện cái việc giao dịch đúng không ạ, thực hiện giao dịch đây và đã được khớp lệnh rồi, đã được khớp lệnh là khoảng 40 rồi, khoảng 40 mình nhớ là khoảng 40 đồng EOS rồi đó, là được định là được cái giá là khoảng hơn 100 đô rồi đấy. Và hiện tại đây là chúng Huy mình đang là mình đang đặt lệnh là một lệnh là 68 68 đây là về cái đơn đặt hàng này, có nghĩa là mình đã đặt hàng với lại 68 đô này với lại cái giá là giá cao đúng không ạ, và khi nào ấy mà thị trường đi lên ấy thì sẽ tự động khớp lệnh được chưa nào. Đấy đây là một trong cái mà tài sản thứ hai mà mình đã đặt lệnh đang đặt hàng, còn đây số lượng dư này hiện tại còn hơn một EOS này là cái số dư mà mình chưa giao dịch đi, để lại để cho các bạn nhìn thấy cái bằng chứng là giữa chúng ta chưa giao dịch, có nghĩa là đây là số dư khả dụ và mình có thể là bán tiếp hoặc là bán tiếp EOS này là gì ạ, USDU được chưa, và hiện tại giờ tổng số lượng vẫn còn đang còn đây nó cộng hai cái này là một cộng số 1,2 này đấy, và dựa 68,68 này thì sẽ là tổng cái số dựa dư hiện tại EOS được chưa nào. Ok đấy là một trong cái và mình cho bạn xem kết quả nha. Đây. Và đây mình cho xem bạn kết quả trước rồi xem sau. Đây và cái số dư khả dụ này là số dựa USDU này là mình đã bán một cái lượng EOS đi là 40 EOS và đổi ra cái giá là gì ạ? Là mình nhớ là 3,124 đó, để cho dễ nhớ mình đặt con số đấy 3,124 đấy, đấy là một trong cái giá mà mình viết ở đấy đúng không ạ, 3,124 3,432 3,4321 đấy, mình dạy như vậy mình viết như vậy đấy đấy rồi ok. Đây là số lượng mà dạ 40 EMS mình đã đổi ra được là dạ 127 đô phẩy 87, có nghĩa là dạ khoảng 127 đô mình sẽ là con số tròn, số lẻ bỏ qua. Ok ok đấy nha, mình đã giao dịch thành công. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem thông tin mình đã dạ chuyển EOS sang từ dạng sàn Binance. Đây. Đây là sàn Binance. Có đồng BNB đấy. Đây EOS đây. Và mình sẽ vào cái phần thông tin. Đây, và phần thông tin là dạng phần tin tức đấy. Đây, nhấp vào phần tin tức có nghĩa là vào phần dạng thông tin đấy. Đây, đây, phần thông tin. Rồi. Mình nhấp vào đây. Đúng không? Nhấp vào đây. Kéo xuống, nhấp vào phần thông báo, rồi kéo xuống nguồn lượng EOS rồi đây. 100 EOS rồi ok, vậy bây giờ nhanh đi mình sẽ vào trực tiếp Zalo luôn, mình có new vào đấy, giờ mình giao dịch nhiều nên là mình
Không để ý này. Đây. Như bạn nhìn thấy ở đây là mình đã thực hiện cái việc giao dịch EOS rất là nhanh. Đó là mình đang chuyển 110 EOS này vào cái số ví này. Bạn nhìn chưa? Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. 100 này. 110 EOS này, đúng không? Và mình đã chuyển vào trong cái sàn của mình. Đây. Là dạ, nhận luôn. Dạ. Là trừ phí là 0,1 EOS thì ở đây tiền nhận là dạ 109 EOS vào trong sàn của ta. Thành công. Được chưa? Đấy, cho bạn xem kết quả cho dễ. Đúng không? Rồi, để các bạn vào trong sàn này. Các bạn xem. Đây, vào phần thông tin. Đây, vào dạ, thông báo. Thông báo đây, bạn kéo xuống. Bạn kéo xuống bên dưới, bạn sẽ nhìn thấy mình giao dịch rất là nhiều. Mình phải thử nghiệm, thử đi, thử lại chứ. Đấy. Đây, đã bán giao dịch. Đây, bên dưới này. Đây, số lượng EOS đây. Đây, dưới đây rồi. Gần đây này. Giao dịch nhiều quá đây này. Nhiều không? Đây, như bạn nhìn đây, đây là cái giao dịch này. Tiền này. Tiền gửi nhận này vào sàn này. À, tiền EOS này là 109 EOS này vào ngày mùng 5 tháng 3 này. Ok. Và đây mình đã thực hiện cái lệnh giao dịch này. Đây mình sẽ vào sàn. Mình sẽ vào sàn. Mình sẽ vào sàn các bạn xem. Đây, khi mà vào sàn ấy mình đã thực hiện này, thực hiện các giao dịch. Đây, ví dụ mình đang thực hiện hai giao dịch nữa. Một là cái giao dịch là gì ạ? Với cái giao dịch đó là gì ạ? 40 năm là 54, đúng không? 54 cái lượng này là 54 cái lượng 54,95, có nghĩa là khoảng 54 lượng EOS và mình bán với cái giá là gì ạ? Khoảng 3,75 đô thì mình sẽ thu về là khoảng 200 đô. Đúng không ạ? 200 USDU thì chưa nào. Đấy, và mình đặt một lệnh nữa này. Lệnh này lệnh lâu đấy. Mình đặt là 15 13 13 EOS này với cái giá 500 đô. Thì nếu như mà volume thị trường mà một EOS lên 500 đô thì mình sẽ thu về là dạ 6.868 thì chưa nào. Đấy. Và mình đặt một lệnh nữa này là bit BTC. Đấy. Đây, mình đặt một lượng BTC này. Mình đã bán được một lượng BTC này với giá là không, với lại tổng số là 0,003241. Đấy, với lại cái giá là 850.000 đô thì mình sẽ được là khoảng hơn 2.700 đô, được chưa? Đấy, và khi mình đã thực hiện cái lệnh gì ạ? EOS bên trên thì khi thực hiện xong cái volume thị trường lên, đúng không? Thì là mình đã được khớp lệnh. Đây. Đấy, tại thị trường EOS đang tăng cao, đúng không? Đấy thì mình sẽ tự dụ mình đặt là lúc đấy là giá là 3,40 thì ở đây nhỉ, đã đây 3,50 có nghĩa là đã được khớp lệnh rồi. Được chưa nào? Đã được khớp lệnh, được chưa? Đó. Rồi, vậy thì chính vì như vậy là dạ, khi mà khớp lệnh xong ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy số dư này ở trên đây. Cho bạn xem luôn. Đây là số dư. Đó, đó là dạ, ở trên USDU này. À, USDU này là dạ, chúng ta đang có là 127 đô USDU này. 127 USDU và số dư khả dụng là chúng ta chưa mua, chưa mua nha. Chưa mua Bitcoin hay là CLU hay USDB.
chưa mua nha, chưa mua CLU và UTP nên vẫn còn nguyên. Và mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đặt rất là nhiều các cái lệnh với giá 20 đô thôi, để cho các bạn thấy rằng đến mức độ giao dịch của chúng ta. Và mình đã bán EOS thành công rồi trong các cái video lúc trước. Các bạn có thể là xem các cái video ở trong cái phần YouTube hoặc trên Facebook hoặc các cái kênh khác, thì các bạn sẽ theo dõi, thì các bạn sẽ xem được là cái lịch trình và cái cách mà Huy đã bán EOS như nào. Và ngày hôm nay các bạn đã nhìn được cái kết quả đây. Và như các bạn nhìn đây, và nếu như lần sau ấy thì Huy cũng làm cái YouTube này và Huy cũng nói như thế này. Đó là hôm nay Huy đã nạp BTC EOS giao dịch thành công, mua bán thành công trên sàn UnitX này. Và ngày hôm nay đã khi mà Huy đã giao dịch trên sàn EOS và đã thực hiện và khớp lệnh và số lượng tiền đã chuyển về USDU của Huy, đúng không ạ? Với cái hiện tại giờ là giao dịch một giao dịch thành công với giá là 127 đô. Đó, một cách rất dễ dàng, đúng không ạ? Ok, vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái điều gì sắp tới trong việc giao dịch này, đúng không ạ? Đây, chuyển về CLU nào. Xin chào các bạn thân mến. Khi mà ngày hôm nay các bạn đã xem được kết quả của Mr. Huy Eric từ cái việc mà Huy chuyển tiền vào cũng như giao dịch thành công rồi, thì ngày hôm nay vào cái đề mục chính là cái việc mà giao dịch CLU và UNTP. Đấy, thì Huy đã giao dịch thành công cái việc mà EOS đã bán thành công, thì Huy giao dịch với lại CLU hay UNTP thì cũng cái giao dịch như vậy ngày hôm nay và ngày hôm sau, thì các bạn sẽ được xem được cái kết quả mà Huy sẽ đạt được và Huy đã mua được những cái dạng CLU và UNTP với lại cái giá rẻ, và các bạn được xem được cái giá trị tăng trưởng và Huy được mua rẻ vì bán giá cao như nào, được chưa nào? Đấy, thì để mà làm những cái video chất lượng hơn thì mình sẽ cắt những cái video này để cho ngắn gọn lại, thì Huy sẽ bắt đầu cái việc giao dịch mua CLU và giao dịch với lại UNTP như thế nào. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giao dịch CLU và UNTP đó, mà mua trực tiếp ở trên sàn này và đặt lệnh và mua ở trên sàn này. Vâng, các bạn yêu quý, là một lần nữa thì Huy cũng gửi cái lời cảm ơn biết ơn đến ngài chủ tịch Andrei Kotov, là một trong người rất hợp tâm có tầm, là một trong người đang tìm rất là nhiều những cái công ty và tập đoàn giá trị và chất lượng để giúp cho chúng ta cải thiện về dạng cuộc sống, nâng cao cái dạng giá trị bản thân và có kiến thức hơn trong lĩnh vực về tài chính, và cũng như là dạy cho người khác biết cách làm giàu. Ở đây là một trong cái mà chủ tịch cũng như các chương trình đào tạo giúp cho chúng ta có được kiến thức cơ bản về chúng ta khi mà có nguồn tiền xong, chúng ta sẽ biết phân chia dòng tiền để đầu tư vào trong nhiều các hạng mục hơn nữa, cũng như là chúng ta sẽ góp một phần công sức của mình vào cho đi để bảo vệ về môi trường, về hòa bình thế giới, để là giúp cho chính quê hương cũng như là đất nước của các bạn giàu mạnh. Đó, và Huy cũng tin tưởng rằng khi mà Huy trở nên sự giàu có thì Huy cũng có những cái hướng để đi phát triển về đất nước, để giúp cho cái việc phụng sự, cũng như là Huy cũng đang phụng sự các bạn ở đây, đúng không ạ? Huy và Huy cũng cho đi một cách vô điều kiện, đúng không ạ? Đấy, các bạn yêu quý, ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu vào trong cái việc này ý, là cái giao dịch ở đây một cách rất là dễ dàng và đơn giản cho tất cả các bạn, để các bạn thao tác một cách dễ dàng và nhanh nhất. Đương nhiên là bất kỳ một cái gì đều phải có học từng bước một, đúng không ạ? Thì Huy ở đây không có cái gọi là đào tạo, nhưng mà Huy ở đây đứng ở cái phương diện một là một nhà đầu tư, là một người chia sẻ những cái gì mà mình học được cho các bạn. Nếu như các bạn có những cái gì đấy mà hay ho hoặc là có thể chia sẻ cho Huy để Huy có thể chia sẻ các bạn nhiều hơn nữa, được chưa? Rồi, vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ quay trở lại về sàn
để giao dịch với lại GLU và UNB nhé. Vâng, ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất là dặn những bạn về với ví này để kiểm tra. Hiện tại trên ví của chúng ta với lại cái tài sản dặn BTC, MetaWi có, EOS có và USDUP cũng đã có. Hiện tại số lượng USDU đang là dặn 127 USDU và số dư khả dụng có thể giao dịch đó là dặn là 127 đô. Rồi, mình sẽ vào sàn. Và mình sẽ thực hiện là khoảng 3 đến 5 đúng không ạ? 3 đến 5 cái giao dịch đó với nhiều các lệnh khác nhau để các bạn biết cách để thực hiện giao dịch như thế nào. Đây, nếu như chúng ta vào tài khoản của vào cái việc giao dịch với CLU chuyển sang USDU như đối với lại cấu hình cơ bản ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy dễ dàng. Ví dụ giao dịch CLU hoặc UNTB thì mình sẽ thực hiện là CLU giao dịch có nghĩa là chúng ta USDU đúng không nào? Có nghĩa là chúng ta đang có USDU để mua CLU đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có CLU, chúng ta có thể bán là USDU của chúng ta. Được chưa nào? Đó. Ok. Ok, bây giờ mình đang có là tiền USDU như một dạng tính là một dạng đô la để mua CLU. Đấy, nói thế cho bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ bây giờ mình muốn mua mua nhanh thì ở đây bây giờ đây là những người mà đang có những cái lệnh đỏ trên này bán với giá rất là cao trên này. Giờ vì mấy người này họ đang là muốn bán đúng không, thì mình chấp nhận mua giá cao. Ví dụ mình đang có là 100 đô thì bạn nhìn đây này, hiện tại là 106 CLU là 66 đô. Nếu như mình đang có là 122 đô thì bạn hãy nhấp vào cái dòng thứ hai này để bạn đặt lệnh là bạn mua với lại cái giá là 0,66 đô này, thì bạn sẽ mua được tất cả cái số mà số USDU mà bạn đang có là 127 đô, thì các bạn sẽ mua được luôn và ngay. Đây bạn nhấp vào đây này, 0,66 đô, được chưa? Đây sẽ hiển thị đây là 0,66 đô, được chưa nào? Và đây hiển thị tổng số lượng lên là 1,317 đúng không? Thì bạn mua với giá đấy. Thì nếu như bây giờ bạn sẽ nhấp vào phần mua thì bạn sẽ nhấp vào cái phần tiền của bạn đang có bao nhiêu. Ví dụ bạn nhấp là 100% số lượng tiền bạn đang có. Chưa? Bạn nhấp vào phần mua chẳng hạn. Rồi, bạn nhấp vào mua trước nha. Rồi, sau đó bạn nhấp vào tổng số tiền. Nhấp vào số tiền mua, thí dụ như là 166 đi. Đây, 0,66 đi. Rồi, 0,66. Đây, mình sẽ mua toàn bộ số lượng này là khoảng là 210 đô cơ. Chưa nào? Ok, mình sẽ đặt là 100. Mua này, đặt 100 nên có chuyển đổi. Đây số dư này là gửi tiền này, đấy, và rút tiền anh nhé bạn. Ok, mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem. Ok, thì dụ như mà mình sẽ mua, bây giờ mình sẽ mua với đến mua giá cao. Khi mà bạn mua cái giá cao, thì dụ mua với lại giá này đi là 0,63 đi đúng không, số tiền là 0,63, bạn mua trước là 106 đô thì bạn bỏ ra là 67 đô đúng không nào. Đấy, thì bạn nhấp vào phần mua thì sẽ thực hiện được giao dịch luôn, được chưa nào. Đấy, nhưng bây giờ mình sẽ mua cái giá thấp đúng không. Ví dụ bây giờ mình mua cái giá thấp. Xin chào tất cả các bạn, các bạn hãy quay trở về cái sàn Unit X của chúng ta. Hiện tại ngày hôm nay Vi chia sẻ với các bạn
biết cách giao dịch mua CLOU và UNTP trên sàn UnitX và Huy đã chuyển BTC và EOS thành công vào sàn UnitX thành công rồi và Huy đã giao dịch là bán EOS đúng không ạ với một cái lượng là khoảng 40 đồng EOS và Huy được hơn 127 đô ở 200 ở 100 127 USDU rồi đó thì hôm nay mình sẽ thực hiện giao dịch đó cho các bạn xem đây bạn thể vào ví này kiểm tra đó đây là số lượng mà mình đã thực hiện đúng không thứ nhất là đây là số lượng BTC mình đã chuyển thành công được chưa lượng BTC và thứ hai nữa là nhận lượng EOS lượng EOS mình đã thực hiện cho trong đây thành công rồi được chưa nào và mình đã giao dịch rồi mình đã bán rồi và chuyển đây là 110 EOS rồi và mình đã thực hiện và bán ra là hiện tại giờ là 127 USDU vâng vậy thì ngày hôm nay mình sẽ vào bên trong để là sẽ giao dịch cho các bạn biết được là chúng ta sẽ giao dịch như thế nào thứ nhất đối với lại hiện tại giá trị của CLOU hiện tại bây giờ đang là giá là 0,63 đô và hôm nay mình sẽ đặt lệnh trước cho cái việc mà giá trị nhỏ để ngày mai chúng và cái các video tiếp theo thì chúng ta có những câu chuyện để nói chuyện với nhau và nếu như các bạn xem cái video này thì mình đã thực hiện cái việc bán EOS thành công rồi được chưa thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện quá trình mua CLOU và UNTP trên sàn UnitX đây giờ các bạn vào trong sàn này thì các bạn nhìn đây nếu như các bạn muốn mua thẳng thì các bạn mua thẳng với cái màu đỏ này là những người đang muốn bán ra với bán giá rất là cao chưa nào và thí dụ bạn đang có ví dụ mình đang có 127 đô đúng không thì bạn nhấp vào cái bên dưới này đi mình mua cái này mua cái lệnh dưới này thì bây giờ trên đây chỉ có một bỏ ra 66 đô thì bạn sẽ có 105 đồng CLOU thôi với giá là 0,63 còn nếu như bạn muốn mua hết thì bạn nhấp vào phần dòng thứ hai này là 0,66 thì các bạn thấy rằng số lượng này lên tới 210 đô cơ 210 USDU cơ thì bạn hãy xóa con số này đi để thay vào cho nó tròn đây ví dụ bạn nhấp vào ví dụ 300 thôi đấy ví dụ nó nhiều quá thì bạn đặt là 250 đó. Ví dụ bạn đặt 250 280 270 260 đi vẫn cao đúng không 250 250 vậy là mình đang có là 127 đô đúng không vậy mình nhấp là khoảng 210 đi vẫn cao đúng không vậy 200 đi ok thí dụ vậy là giá trị vang lên này 200 CLOU vẫn không mua được thì mình viết là 180 đây 190 đây thí dụ đây bạn chỉnh làm sao ấy mà cái số tiền đấy bạn đang muốn mua ấy là sát nhất đúng không đây thí dụ bạn đang có 127 đô bạn thấy nhất vào đây nhỉ 100 số lượng mua hay không đây 190 đây thí dụ bạn nhớ là 190 CLOU thì hiện tại giá là bạn muốn mua thẳng luôn là 0,66 USDU thì bạn sẽ phải chi cho cái việc mà bỏ số tiền ra là 126,03 USDU để bạn thể sở hữu được 190 CLOU được chưa nào đây đấy đây là bạn nhấp vào phát là bạn nhấp vào phần mua cái là mua cái đây mua màu xanh này mua này, màu xanh là các bạn sẽ thực hiện quá trình là mua luôn đây mua CLOU là một cái là ngay tức thì luôn nhưng hôm nay không Huy sẽ trong cái lúc này CLOU đang giá trị cao so với lại cái hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đặt với lại cái giá thấp hơn để ngày mai chúng ta có câu chuyện để chia sẻ và mình đã thực hiện quá trình là bán thành công rồi đúng không? Bán EOS thành công rồi nhưng hôm nay mình muốn là bán EOS
tuy rằng giá rẻ hơn nhưng mình muốn thực hiện quá trình mua CLU, đúng không? Đây thí dụ bạn nhìn bên dưới đây, bạn mình đang muốn mua giá nhẹ, giá rẻ. Mình đang muốn mua giá rẻ thì mình phải mua giá rẻ bên dưới này, đúng không? Giá rẻ bên dưới này. Ví dụ bây giờ giá rẻ bên dưới này hiện tại họ đang bán, hiện tại giá sàn đây, mình muốn chọn ở giá chung chung này khoảng là gì ạ? 0,25 thì mình có thể mua được. Mình tính thế, mình nhấp vào 0,25 này. Ví dụ như vậy. Đấy, thì ở đây ý, mình nếu như hiện tại 0,25 này họ đang là gì ạ? Số lượng này lên tới mấy nghìn cơ. Đúng không? Họ đang mua, họ mua mấy nghìn đấy, đấy gần 3.000 thì mình chưa có thì mình xóa vợ nhưng số 0 đi thì mình chỉ đặt mua với lại số nhỏ thôi. Thí dụ mình muốn mua gì ạ? Là 112 crew này với giá là 0,25 thôi thì mình chỉ bỏ ra 28 đô mình mua thôi, đúng không? Mua ít thôi để cho đặt cho các bạn nhìn thấy chưa nào. Ok rồi, mình sẽ đặt lệnh mua nha. Ok mua đó, khi mình đặt lệnh mua xong là cái quá trình chúng ta đã thực hiện là dạ, mua và đang chờ lệnh. Đây lệnh của chúng ta đang ở đây là dạ, 0,25 đô. Đấy, đấy chưa? Thì ở đây bạn nhấp vào phần lịch sử này 0,25 đô. Đây, đây là định mua của chúng ta. Và chúng ta có cả cái mã số này. Ta mua cái ngày mà dạ là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021, đúng không ạ? Lúc 1:51 theo giờ của Việt Nam. Đó. Và chúng ta mua là 112 đô, 112 cru. Đó, với giá là 0,2 đô thì chúng ta sẽ chi phí ra là khoảng 28 USDU để mua, được chưa nào? Đó, đấy là một trong cái giao dịch rất là dễ dàng và đơn giản. Đây đối với lại CLU mà chúng ta đang mua CLU đấy từ USDU, được chưa nào? Là stablecoin định giá 1 đô, được chưa? Ok, vậy thì mình sẽ chuyển sang cái giao dịch thứ hai với lại UNTP. Đấy, UNTP mình sẽ nhấp UTP bên dưới cùng bên tay trái của các bạn, được chưa? Ấn nhấp vào. Ok, như các bạn nhìn thấy ở đây là cái giao dịch của chúng ta ở đây. Đây, như bạn nhìn thấy đây, đây là giao dịch ở trên sàn UNTP. Đấy, đây là một đồng coin, đó, một đồng coin với công nghệ blockchain rất là tuyệt vời. Đó, và hiện tại bây giờ giá đang là 0,03 đô, được chưa nào? Vậy thì nếu như bây giờ như vừa rồi ấy, chúng ta muốn mua ngay và luôn thì ở đây rất là nhiều người đang muốn bán, được chưa nào? Đó. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái giao dịch tiếp theo, đó là gì ạ? Nhấp vào cái ô thứ nhất hoặc ô thứ hai. Ví dụ bây giờ người thứ nhất xem nào, nhấp vào người thứ nhất đó, họ đang bán với lại số lượng rất là nhiều là 0,03 đô nhưng mà đây có người bán là lên tới khoảng 2013 cái đồng cru này, đồng UNTP này, đúng không? Đây thì mình phải bỏ chi phí ra là khoảng hơn 3.000 đô, hơn 3.000 đô kìa. Nhấp đây này. Đây. Đây, lần này chúng ta bỏ là hơn 3.000 đô để có thể mua khi mà chúng ta chấp nhận mua cái giá là 0,03 đô. Thì bạn ở đây, bạn nhấp ở trên này. Đó, nhấp đi, xóa đi. Đây. Ở đây con số lớn đấy, con số này lớn khủng khiếp đấy, bạn xóa lại đi này, 36 đô đúng không? Thí dụ 36 đô với lại 1.215 cái USDT này với giá 0,03 đô thì mình chỉ cần bỏ ra 36,63 USDU này là mình có thể là sở hữu được rồi, và mình đặt lệnh mua thì sẽ mua luôn. Nhưng ngày hôm nay cũng như vừa rồi, mình sẽ trong lúc này đang mình nghĩ rằng giá họ hiện tại một người đang bán nhiều thì người mua ít thì mình sẽ đặt lệnh, dạ lệnh lệnh
họ dạ định định mua với lại giá nhỏ đúng không? Đây đây này bán đúng không? Đây bán này, bạn thể mua giá này đúng không? Đấy nhưng mà mình sẽ sao ạ? Mình sẽ mua với giá thấp. Ví dụ bây giờ số lượng mà mình đặt lệnh mua như sau, ví dụ mình có thể điều chỉnh ở đây. Ví dụ như là mình muốn mua, mình sẽ xóa vậy này đi. Xóa vậy đi. Ví dụ mình không mua cái giá là 0,01 nữa, mình sẽ mua với cái giá là 0,01. À, không mua được nhỏ hơn 0,01. Chưa 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 có. Chưa có. Chưa có. Cậu chưa chưa có. Ok. Ví dụ như là 0.001 đi. Là 0.001 đi. Đúng không? Thì hiện tại giờ họ đang cho mua với lại cái giá này là hiện tại đang giá nhỏ nhất. Như kiểu một số các sàn là họ không cho mình mua nhỏ hơn là 5 lần chẳng hạn, dạng như vậy. Thì như bạn nhìn đây thì mình sẽ đặt với lại một cái lệnh để chúng ta mua, để ta biết cách để giao dịch như nào. Đây. Ví dụ bây giờ mình mua, ví dụ mình mua với lại cái mệnh giá là 0, đúng không ạ? 01 USDU này. À, với lại là 4 3.000 đi. 3.000. 3.000 cho dễ, 3.000. Đây 3.000. 3.000 USDB này với giá 0,01 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chi ra là khoảng 30,15 đô, phí là 0,10 0,5 phần trăm chưa nào. Ok, sau khi mình đặt lệnh xong mình có thể nhấp vào phần dạ mua giờ mua. Ok, khi mà đặt mua xong thì nếu như mũi đen này bạn nhấp vào mũi tên trên cùng bên tay trái này của các bạn đó, nó sẽ quay ngược lại cho bạn được chưa nào, để quay trở với cái sàn ta. Đây như bạn nhìn đây, cái đồng USD UNTB này của ta đã được thực hiện giao dịch đúng không? Rồi, vào cộng dồn đây cũng như là số lượng UNTB của ta, mình đã đặt lệnh là mua thành công bên dưới này và chúng ta đã thực hiện thành công là mua nhá, chưa nào đó. Và mình đã bỏ ra 30 UNTB để thì mua được cái số lượng là gì ạ? Số lượng của 3.000 đúng không ạ, 3.000 UNTB này. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái giao dịch thứ hai đi, là mình sẽ mua với cái giá nhỏ hơn để cho chúng ta đẩy lên khớp lệnh thì cho nào. Đây, thí dụ như bây giờ mọi người đang đặt với lệnh cái lệnh nhỏ này, mình sẽ đặt một cái lệnh nữa, thí dụ như mình muốn mua khoảng 1.000 thôi, mình mua 1.000 đi với giá là 0,02 hai đi. Đấy, 0,02 đi với công nhận là với lại giá 20 đô đúng không, 20 đô này. À, 1.000 nhé. Bạn nhìn này, hiện tại ở đây này họ đang là có gì ạ? 0,01 này. Bây giờ mình muốn nhảy lên đây để là bên trên họ bán thì khớp lệnh thì nhanh đúng không? Thì mình muốn đẩy lên đứng trước cái số 0,01 này để nhanh chóng giao dịch sớm hơn cái những cái số lượng người đang mua này. Thì mình phải đặt lệnh là phải mua rẻ hơn người này để mình được khớp lệnh sớm hơn để cho mấy người mày bán họ bán xuống. Thì mình sẽ nhấp vào thí dụ như 1.000 USDB chưa nào, rồi mình với giá là 0,02 USDU này thì tương đương lại là khoảng 20,10, có nghĩa là khoảng hơn 20 đô, 20 USDU một tí đúng không. Rồi khi mình đặt xong mình nhấp vào phần mua đây, khi đặt mua này. Đấy, khi mình đặt mua xong là 0,02 thì các bạn nhìn đây là ở đây là mình đã nhảy lên ở phía vị trí đầu rồi. Đấy, là mình đã đặt lệnh mua rồi chưa nào, đặt lệnh mua về 0,02 với lại cái giá này là với lại 1.000
cái đồng UNTP này, đúng không? UNTP này với 1.000 này, và khi mà trên này họ bắt đầu bán xuống cái thì mình sẽ khớp lệnh mình mua được. À, được chưa nào? Đây như bạn nhìn đây, lịch sử ở đây đã có này. Đây. Đây lịch sử ở đây đã có, được chưa? Mình đã vừa mua này là 1.000 cái đồng UTP này với giá là 0,02. Được chưa nào? Đấy. Rồi. Vậy là mình bỏ ra 20 UTP nhá. Đấy, mình đã trải nghiệm và mình bỏ cả tiền ra. Có thể lên hay xuống hay không ấy thì nó điều đó nó còn không quan trọng nữa. Điều quan trọng mình đã thực hiện và giao dịch cho các bạn thấy rằng chúng ta đã giao dịch và mua thành công. Ok, ví dụ mình muốn là quay về đồng CLU, mình có thể mua thêm để thực hiện giao dịch chẳng hạn. Đây, cái vào CLU. Đây, như CLU như bạn nhìn thấy đây. Tắt này đi. Đây CLU. Mình nhấp vào CLU này. Đấy, mua đúng không? Thì mình thấy rằng 0,25 ấy cái phí rất là cao, nhưng mình muốn đặt giá nhỏ hơn thì sao, đúng không? Ví dụ đặt giá nhỏ hơn thì mình muốn kéo đây, mình đặt giá là 0,05 đi. Đấy. Và hiện tại bây giờ ở trên đây ấy, mình đang có khả dụng là bao nhiêu? Đây mình sẽ quay trở về ví. Đây như các bạn nhìn thấy ở đây là mình đã đặt dạ, đặt lệnh như sau. Ví dụ ở đây mình đang có dạ, USDU này là bạn nhìn nha, là mình đang có là 127 này, xịt luôn 127 USDU, được chưa nào? Rồi, và mình đã giao dịch là mua CLU và USDB là 78 78 USDU rồi, là đồng stablecoin định giá 1 đô đã mua xong. Và hiện tại số dư khả dụng có thể mua tiếp là dạ 49 USDU, đúng không? Được chưa nào? Vâng, vậy giờ mình sẽ thực hiện tiếp là khoảng 25 đô nữa đi, đúng không? Để cho các bạn xem là mua tiếp CLU. Ok. Và hãy mua tiếp CLU các bạn nhé, mua CLU là giá trị sau này tăng trưởng cao lắm. Đây như mình vào sàn đây, USDU của ta đây. Đây bạn nhấp vào, thí dụ mình muốn mức giá nhỏ nhất ở dưới đây xem nào. 0,25 đô. Đây mình sẽ xóa vậy xuống không đi. Đây. Thí dụ mình mua 500 thôi. Mình cứ nhấp 500 đây này. Nhấp 500 đây thì các số từ dấu chấm rồi đi nó không có giá trị, hiểu không? Đấy 500 đây này, bạn nhấp ra ngoài. Với giá là 0,05 đô thì bạn bỏ ra là khoảng 25,13. Đó, CLU. Thì chúng ta sẽ mua cái gì? Nhớ nhá, 500 CLU này thì mua giá là 0,05 cho nó tròn dễ tính, thì bạn bỏ ra hơn 25 đô một tí, 25,13 USDU, và bạn sẽ mua được số lượng là 500 CLU, được chưa? Rồi bạn nhấp vào phần mua. Đây mua. À ok, mua. Vậy số lượng này hiện tại lúc nhỏ chúng ta mua được, nhưng hiện tại ta không thể mua được cái giá này thì mình phải mua cái giá là cao hơn tí đi, dụ giá 0,2 đi, thì lúc đấy là số lượng nhỏ quá, mình phải có mức giới hạn, không phải rằng anh chị muốn đặt số lượng là 0,00000 bao nhiêu có thể mua được, đúng không? Mà tùy vào từng cái thời điểm thị trường mà anh chị không được mua vượt quá 5 lần chẳng hạn, đúng không? Đấy, dụ mình đặt là, dụ mình tính này, dụ là 0,6 này. Đấy, mình sẽ làm sao dụ nhân lên 5 lần, ví dụ 6,5,30 thì bạn bán giá cao nhất là khoảng 3 đô, đúng không? Khi mà thị trường lên tới 3 đô thì bạn cứ lên 3 nhân 5, đúng không? 15 thì các bạn sẽ bán được 15 đô. Thì đặt trước đi, đi lên xuống. Còn nếu như bạn hãy chia cho cái việc mà 0,6 thì bạn chia xuống thì bạn tính ra ở đấy là bạn tính ra khoảng là gì ạ? 0,13 đô đấy thì được. Nhưng ở đây mình sẽ viết đây là gì ạ? 0,15 đô. À, mình viết là 0,15 đô đi. Đây, 0,15 đô là khớp. Đây, 0,15 đô. Đúng không? Với lại bao nhiêu? Ví dụ 500. 500, ví dụ 400 thôi. 400. Cũng cao đúng không? 300. 300 thì hết rồi. Vậy thì mình chơi kiểu 150 thôi. Chà.
150 đi. Ừ, 160 đi. 165 cho đẹp. 165 đi. Đây, dụ mình mua muốn mua 165 Clo này với giá là 0,15 đô. Được chưa nào? Thì mình sẽ bỏ ra là 24 đô, 24 USDU này. Đúng không? 24,87 này. USDU này để mua với cái giá này thì mình sẽ khớp lại được. Đấy, mình giao dịch nhiều mình biết như vậy. Ok nhé, và phần mua là bên ngay, mua. Mua. Vậy vẫn chưa thực hiện được. Vậy bây giờ thì mình nhấp vào giá 0,2 xem nào. 0,2. Đây. Nhấp vào 0,2 đô. Mình phải mua cao lên thì mua được. 0,2 mình đặt là 100 thôi. Rồi, khi mình mua 100 Clo này với giá 0,2 đô USDU này thì mình bỏ ra khoảng 20,10 đô. Mình cứ đặt nguy là biết cách mua ngay, mua. Đấy, ok. Vậy mình đã thực hiện quá trình mua rồi. Đây, như bạn nhìn thấy đây là mình đang thực hiện, đã thực hiện quá trình mua. Đó là giá là 0,2 0,2 đô. Mua là mua tổng số là đây 0,2 đô. Được chưa nào? Và mình mua 100. Đây, mình dịch cái tiếng Anh. Đây, mình mua 100 Clo này. Được chưa? Mình mua 100 Clo này. Được chưa? Mình mua 100 Clo này với giá là 0,2 đô, là mình sẽ bỏ ra chi phí là 20 đô để mình có thể mua được dạ, tổng số lượng tài sản này. Được chưa nào? Vậy là vừa rồi mình đã thực hiện quá trình, hôm nay mình đã thực hiện quá trình giao dịch mua Clo và UNTP cho bạn thành công, rất dễ dàng, và đây mình xem lịch sử này, mình đã thực hiện rất là nhiều giao dịch ở dưới đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, mình giao dịch này, cả Clo này, đúng không? Là mua Clo này, ở đây này, bán EOS này, là đã thực hiện thành công, bán EOS thành công, thì mình có tiền mua Clo đúng không? Là thành công rồi nhá. Rồi, mình ở đây mình giao dịch cả UNTB rồi nhá, mình mua rồi nhá. À, đợi kết quả nhá. Mai có cái việc mà UNTB để có giao dịch nhá. Rồi, ở bên dưới đây này. Rồi, có cả dưới đây còn có cả BTC này. Đây mình có bán cả BTC này. Đây một lượng này. Đấy, và chúng ta chờ kết quả để có nhiều tiền hơn để ta thực hiện giao dịch, được chưa nào? Đấy, ok. Đấy những giao dịch mà mình có thể cho các bạn xem. Đấy, ok, mình cũng quay trở về ví. Đây, hiện tại như bạn ví ở đây. Đây, như số lượng hiện tại đang đây, nhưng bạn nhìn này, là phần lớn tất cả cái giao dịch ở đây sẽ được mình sẽ giao dịch. Được chưa? Đây, mình đang giao dịch này. Nhìn chưa? Đó. Rồi, vậy là vừa rồi số lượng này, chúng ta đang mua có tổng là gì ạ? Số lượng mà USDU mà 127 là mình đã mua là gì ạ? Clo và USDB thông qua dạ, USDU là dạ, 98 USDU rồi, và số dư còn lại có thể mua tiếp là 29, đúng không ạ? 29 USDU để mình có thể mua tiếp, và mình bỏ đây nếu như mà giá trị nó xuống giảm mình có thể mua vào, đúng không nào? Hoặc là mua các cái đồng khác, được chưa nào? Rồi cái thứ hai nữa là dạ, BTC mình đã đặt lệnh bán rồi để mình có tiền để mình có sao ạ? Mình có thể bán trực tiếp ra USD để mình có những cái USD đấy, hoặc và mình sẽ giao dịch Clo và USDB để mua tiếp, được chưa nào? Rồi EOS này mình đã thực hiện quá trình bán rồi, bán EOS này, được chưa? Bán EOS này nha. Và mình đã đang thực hiện bán EOS này để lấy tiền mua Clo và USDB, được chưa nào? Vậy bây giờ mình sẽ
thực hiện xong cái quá trình cho các bạn rồi. Đây là video mình đã hoàn thành để chia sẻ với các bạn. Rồi, bao nhiêu bạn thấy rằng cái video vừa rồi mình chia sẻ rất là giá trị và rất là tuyệt vời và trên là tuyệt vời ạ. Và đây chúc mừng tất cả chúng ta, và chúng ta đang có một cái sàn cơ bản để chúng ta có thể giao dịch, để trao đổi, để trải nghiệm trên này, được chưa nào? Và chúng ta hãy đợi những cái thông tin tuyệt vời hơn nữa trong thời gian sắp tới, được chưa? Đó. Bao nhiêu các bạn thấy rằng những gì mà Huy chia sẻ trên là tuyệt vời ạ? Hãy like, share, comment cái video này ở bên dưới này, hãy đăng ký kênh YouTube này và hãy chia sẻ cái video này cho nhiều các thành viên khác nữa, để nhiều các thành viên khác để tham gia vào trong cái sàn Unit X của chúng ta, để chúng ta có nhiều cộng đồng hơn, cái volume cộng đồng nhiều hơn và nhiều người sở hữu Glu và UNTB nhiều hơn nữa. Và đây là chính là cái tài sản của chúng ta, giúp cho cộng đồng, chính bản thân của mình và chơi trong cái cuộc trò chơi của chúng ta, đúng không? Thay vì việc các bạn tham gia rất là nhiều các đồng coin chưa được giá trị hoặc là không có giá trị mà các bạn nhảy vào các bạn mua và ôm, nhưng đối với tài sản của ta là những tài sản rất là giá trị với lại một công ty, một tập đoàn rất là lớn. Đây một điều rất tuyệt vời. Chúc tất cả các bạn thành công nhé. Hãy like, share, comment bên dưới. Và một lần nữa, Victory Everest chúc tất cả các bạn ở trong nước và quốc tế luôn vui vẻ, mạnh khỏe, can đảm, giàu có và hạnh phúc, thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào. Xin chào.